đợt mưa dông ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ? Hôm nay, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, dự báo kéo dài thêm 2 đến 3 ngày. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông buổi chiều, miền Trung nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều qua và sáng sớm nay, mùng 7 tháng 7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to như Xuân Lộc, Thanh Hóa 118.2mm, Cửa Đạt, Thanh Hóa 116mm, Quỳ Châu, Nghệ An 71.2mm, Tù Nang, Sơn La 48.6mm, Hải Đông, Quảng Ninh 54.4mm, Hoành Bồ, Quảng Ninh 53.2mm. Dự báo ngày và đêm nay, mùng 7 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió và rãnh áp thấp nên trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do ảnh hưởng của mưa dông, miền Bắc duy trì nền nhiệt mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, vùng núi dưới 30 độ. Dự báo mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến khoảng ngày mùng 9 tháng 7. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm, gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì đến khoảng ngày 12 tháng 7. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ mai, mùng 8 tháng 7, trên khu vực này hình thành một rãnh áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này nên từ chiều tối mai đến 12 tháng 7, khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.